Ở đây đầu tiên là sau khi mà các em nhập dữ liệu thô xong thì chúng ta sẽ tiến hành, đầu tiên đó là chúng ta sẽ định dạng dữ liệu theo yêu cầu. Thì cái bảng bao giờ cái dòng tiêu đề chúng ta cũng nên để nó là cái dòng tiêu đề thì bao giờ chúng ta cũng cho ở giữa. Cho ở giữa nha, giữa theo chiều ngang, giữa theo chiều dọc, in đậm. Và thậm chí các em có thể tạo ra một màu chữ riêng. Màu nền của nó chúng ta cũng phiêu màu, nhìn cho nó có sự khác biệt. Không nhất thiết phải giống hệt màu ở trong bài đâu, các em hoàn toàn có thể phiêu màu khác cũng được nha. Đó, kẻ khung thì chúng ta kẻ ở trong này. Đó, như vậy là chúng ta xong cái phần bảng đầu tiên. Các cái bảng tiếp theo thì chúng ta cũng chữ in đậm lên thôi. Cái tiêu đề chúng ta cũng in đậm lên. Ở đây chúng ta có Excel thì Excel, không thì cũng chả ảnh hưởng gì hết ạ. Chưa? Mấy cái này cũng tương tự, cứ nhớ là dòng tiêu đề thì chúng ta sẽ gì? Sẽ in đậm nó lên. Và có phiêu màu, nhìn cho nó bắt mắt. Đó, chữ đậm, phiêu màu. Đó là đối với dòng tiêu đề, bảng nào cũng vậy. Cái bảng mà chúng ta để tiêu đề là cột, như cái bảng số 2 á, thì chú ý chúng ta sẽ thiết lập tương tự cho cái dòng tiêu đề nha. Cái cột, thay vì là dòng, đúng không? Rồi sau đó chúng ta kẻ khung. Cái kẻ khung này thì rất là dễ rồi. Cái phần bảng số 3 là cái bảng thống kê. Thì đối với bảng thống kê thì chúng ta có cả tiêu đề theo chiều ngang và tiêu đề theo chiều dọc. Đó, chúng ta kẻ lên thì nhìn nó sẽ bắt mắt hơn, đúng không? Đó, rồi bây giờ sau khi mà chúng ta định dạng dữ liệu xong thì chúng ta sẽ tiến hành đi làm bài tập. Chú ý là các em đừng có định dạng dữ liệu là nằm bên trái bên phải như cô nói rồi, để chúng ta xem là cái dữ liệu chúng ta nhập vào có đúng hay sai không. À, và ở đây cô thấy là trong đề bài yêu cầu chúng ta là ngày tháng năm định dạng theo ngày chuẩn của Việt Nam, đúng không? Ngày tháng năm và cái số hàng ngàn á, thì chúng ta dùng số dấu chấm là số phân cách hàng ngàn, chứ không phải dấu phẩy, còn dấu phẩy dùng để phân cách số thập phân. Thì chúng ta vào control menu chúng ta thiết lập nha. Cái này chúng ta cũng đã, cô cũng đã nói từ bài trước rồi, tuy nhiên cô sẽ nói lại cho bạn nào không nhớ thì chúng ta làm. Chúng ta vào control menu rồi chúng ta chọn region á. Vào region rồi thì chọn additional setting. Tại cái tab number chúng ta sẽ thiết lập decimal là số thập phân nha, thì chúng ta sẽ sử dụng dấu phẩy. Còn cái grouping, group là nhóm hàng ngàn, thì chúng ta sẽ sử dụng dấu chấm, đó là phần số. Còn ngày tháng thì các em sẽ sang cái tab date á, chúng ta sẽ thiết lập ở sort date là day manjan year, rồi các em nhấn apply để chúng ta thiết lập. Ở bên này chúng ta muốn thiết lập có thêm số hàng ngàn thì các em phải chuột lên, hoặc là trên tab number này các em chọn number, được chưa? Hoặc là phải chuột lên, chúng ta chọn format cell rồi chúng ta chọn number. Không có lấy số sau dấu phẩy hay không, tiền thì chúng ta, tiền Việt Nam chúng ta không. Có sử dụng dấu phân cách hàng ngàn hay không, nếu có thì chúng ta nhấn vào đây cái dấu real hàng ngàn separator á nha, tích cái dấu ở phía dưới á, được chưa? Đó, như vậy là chúng ta có dấu phân cách hàng ngàn. Để áp dụng nhanh thì chúng ta có thể dùng cái chổi quét này. Cô áp dụng từ cái ô chúng ta phân tách hàng ngàn rồi, chúng ta nhấn vào cái format enter rồi chúng ta quét sang các cái ô chúng ta muốn định dạng tương tự, thay vì chúng ta phải chuột lên vào format rồi chúng ta chọn number. Các em cứ phải chuột lên vào format á thì các em sẽ thấy ở trong này có cái number, một danh sách các cái số để chúng ta thiết lập. Chúng ta sẽ chọn number, nhấn vào cái zil 1000 separator á, là có sử dụng dấu phân cách hàng ngàn hay không, thì các em tích vào đó thì nó sẽ xuất hiện cho mình. Chưa? Đó là cái phần định dạng. Tiếp theo chúng ta sẽ vào làm từng câu một. Cái câu thứ nhất là cột loại, thì ở đây nói rất rõ dựa vào ký tự đầu cột mã hàng và tra cứu trong bảng 1. Tức là gì? Chúng ta sẽ lấy ký tự đầu của mã hàng làm cái giá trị. Để cô lấy cái bút đâu nhỉ? Đây, lấy cái ký tự đầu tiên của mã hàng, được chưa? Đó, để đem xuống dưới bảng phụ để chúng ta tra cứu. Thì ở đây nói rất rõ rồi, chúng ta đem cái xuống đây chúng ta sẽ lấy được bảng loại, chúng ta so sánh với cột đầu tiên của cái bảng 1. Nếu cái ví dụ ở đây ký tự B thì chúng ta gióng sang cột lấy kết quả là cột thứ hai là cột loại, chúng ta được cái size của chúng ta loại là loại lớn. Đó. Vậy thì ở đây chúng ta thấy trong bảng phụ của chúng ta nó bố trí theo cột, đúng không? Cột thứ nhất, cột thứ hai, cột thứ ba. Cột thứ nhất là cái ký tự đầu, cột thứ hai là cái loại và cột thứ ba là đơn giá. Vậy thì ở trong bài này, cái loại này chúng ta sẽ sử dụng hàm VLOOKUP để chúng ta làm nha.
Và trong đề bài nói rất rõ là dựa vào ký tự đầu. Vậy thì cái giá trị dò tìm trong bảng VLOOKUP của chúng ta chính là cái ký tự đầu tiên của gì? Của mã hàng. Và lấy được ký tự đầu tiên thì chúng ta phải sử dụng hàm LEP, đúng không? Bài trước chúng ta đã, cái bài số 4, số 5 chúng ta đã ôn, bài số 6 chứ, chúng ta đã ôn lại các cái hàm về chuỗi, hàm LEP, hàm RIGHT, hàm MID và hàm VALUE rồi. Đây, LOOKUP. Và để lấy được ký tự đầu tiên thì chúng ta phải chèn thêm hàm LEP vào đây, LEP mã hàng. Thì đối với cái hàm LEP á, thì nếu lấy một ký tự thì chúng ta không cần tham số thứ hai là số ký tự muốn lấy, được chưa? Thì tuy nhiên để tốt nhất thì các em cứ cái chuỗi text chúng ta cần thao tác rồi số ký tự muốn lấy ở đây là 1. Thì trong cái trường hợp mà là một ký tự thì chúng ta có thể bỏ qua cái tham số này. Còn không thì chúng ta cứ ghi số ký tự vào, được chưa? Như vậy là chúng ta sẽ lấy một ký tự đầu tiên, rồi chúng ta sẽ đem xuống bảng dưới đây để chúng ta dò tìm. Vậy thì cái tham số thứ hai chính là bảng dò. Chúng ta quét cái bảng thứ hai và chúng ta nhấn F4 hoặc FN F4 để chuyển về giá trị, chuyển về địa chỉ tuyệt đối. Và ở đây cái loại của chúng ta nó cột trả về là cột thứ mấy nhỉ? Cái loại của chúng ta nằm ở cột thứ mấy trong cái bảng 1 đấy? Cột 1 chứa giá trị ký tự đầu tiên, cột thứ 2 là loại và cột thứ 3 là đơn giá. Vậy cái kết quả trả về của chúng ta muốn lấy ở đây là cột thứ 2. Và cách dò tìm là dò tìm chính xác. Tức là nếu có ký tự B thì sẽ trả về lớn, S trả về nhỏ và M sẽ trả về sai trung bình. Được chưa? Đó, sau đó là chúng ta copy công thức thôi. Được chưa? Như vậy là chúng ta có cái hàm đầu tiên. À, cô sẽ để vào đâu đây nhỉ? Cô đang quay video rồi nên cô sẽ làm từ từ và làm nhanh, rồi cô sẽ đẩy luôn lên cho các em xem nha. Như vậy là sau khi sử dụng hàm này rồi, các em chú ý này, để copy phần đơn giá thì chúng ta thấy là cái đơn giá của chúng ta ấy, nó cũng tương tự. Nhưng mà tuy nhiên nó chỉ khác mỗi một cái là cái loại của chúng ta cột trả về là cột số 2. Còn cái đơn giá của chúng ta cột trả về là cột thứ 3. À, do đó cái cách làm của chúng ta tương tự. Đó, chúng ta cũng dùng hàm VLOOKUP. Các em cứ nhìn lên trên, cô hướng dẫn một loạt đi, xong tí nữa cô đẩy video thì các em có thể xem lại. Ở đây này, cái đơn giá chúng ta cũng tương tự, chúng ta cũng sử dụng cái hàm VLOOKUP, được chưa? Và cái tham số của chúng ta, dò tìm của chúng ta là ký tự đầu tiên của mã hàng, đúng không? Thì chúng ta dùng hàm LEP để chúng ta lấy ký tự đầu tiên của mã hàng. Đó. Hàm LEP chúng ta lấy một ký tự. Tiếp theo cái hàm tham số thứ hai đó là bảng dò tìm. Thì cái bảng dò tìm thì các em xuống bảng 1 chúng ta quét thôi. Đó, chúng ta nhấn F4. Và cái cột lấy kết quả của chúng ta bây giờ là cột đơn giá. Cột đơn giá của chúng ta nó nằm ở cột thứ 3. Cột loại thì nằm ở cột thứ 2. Và cách dò tìm là dò tìm chính xác. Nhớ nhá, chỉ khi nào mà chúng ta dò tìm trong một khoảng, tức là chúng ta ví dụ như bài hôm trước chúng ta dựa vào điểm, cái khoảng điểm chúng ta trả về cái xếp loại học lực, thì chúng ta mới dò tìm trong một khoảng. Đó là phần đơn giá. Tiếp theo đó là phần giá bìa. Thì ở đây giá bìa, nếu ký tự thứ hai của mã hàng là K, được chưa, thì giá bìa là 0. Đó. Còn ngược lại, căn cứ vào ký tự thứ hai của mã hàng và tra cứu trong bảng thứ hai. Đó. Chú ý, vậy thì ở đây trong bài này, trong cái ý thứ tư, chúng ta phải dùng hàm IF để chúng ta lồng nhau. Ngoài hàm IF ra, nếu như cái mã hàng, ký tự thứ hai của mã hàng là K thì giá bìa là 0, còn ngược lại chúng ta phải tra cứu trong bảng thứ hai. Trong cái bảng thứ hai này thì cái dữ liệu của chúng ta nó được bố trí theo gì? Theo dòng. Do đó chúng ta không dùng hàm VLOOKUP nữa, mà lúc này chúng ta phải dùng hàm HLOOKUP. Thì trong bài cũng có hỗ trợ chúng ta hướng dẫn ạ. Thì chú ý, để lấy được ký tự ở giữa thì lúc này chúng ta không dùng hàm LEP nữa, mà chúng ta phải dùng hàm gì đấy? Hàm MID. Nhớ nha, hàm MID này của chúng ta gồm có 3 tham số. Tham số thứ nhất là TEX, tham số thứ hai là NM và tham số thứ ba là NM. Lấy từ vị trí NM, ý nghĩa của nó là từ vị trí NM lấy N ký tự của TEX, được chưa? Ví dụ chúng ta có cái hàm MID
Ở đây chúng ta có một cái chuỗi là Nha Trang đúng không? Nha Trang đó. Cái chuỗi Nha Trang này từ vị trí số 3 cô lấy 4 ký tự. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ được ký tự gì? Từ vị trí số 3, như vậy vị trí số 3 của chúng ta ở đây là A đúng không? Tiếp theo sau A là khoảng trắng, rồi đến ký tự T và ký tự R. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ được 4 ký tự như sau. Đó. Từ vị trí M lấy N ký tự nha. Chú ý cho cô, đối với cái hàm mít á là từ vị trí M chúng ta lấy N ký tự. Vậy thì ở trong bài của mình người ta nói là chúng ta sẽ dựa, cô sẽ ẩn bớt những cái cột không liên quan đi để các em nhìn cho dễ nha. Ở đây cô sẽ ẩn bớt đi, tí nữa chúng ta sẽ đẩy ra. Vì ở đây giá bìa của chúng ta sẽ phụ thuộc vào ký tự thứ hai của mã hàng. Nếu ký tự thứ hai của mã hàng mà bằng K thì giá bìa của chúng ta là bằng 0. Còn ngược lại, chúng ta sẽ tra cứu trong cái bảng số 2, được chưa? Tra cứu trong bảng số 2. Đó, vậy thì ở đây chúng ta chú ý cho cô, chúng ta phải đầu tiên chúng ta phải dùng hàm if. Để cô phóng to lên cái nhìn cho dễ. Hết cỡ rồi ạ, được chưa? Nếu như ký tự thứ hai thì chúng ta phải sử dụng hàm mít. Ở đây chuỗi của chúng ta đây, từ vị trí số 2 chúng ta lấy một ký tự. Nếu cái ký tự này nó bằng ký tự K thì đơn giá của chúng ta là 0. Chú ý đơn giá bằng 0, 0 là số các em nha. Các em đừng cho vào nháy đơn, vì số 0 của chúng ta nó là số nên chúng ta chỉ để nó là số 0 thôi. Ngược lại thì trong bài của chúng ta sẽ nói là tra trong bảng số 2. Đó, vậy thì ở đây ngược lại thì chúng ta phải dùng hàm hlookup. Đó. Thì trong cái hàm hlookup này, tham số đầu tiên chính là giá trị dò tìm. Lookup value này. Table array lookup value của chúng ta cũng là ký tự thứ hai. Đó, vậy thì ở đây cô sẽ dùng cái hàm này luôn. Ký tự thứ hai của mã hàng. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng hàm mid để chúng ta lấy ký tự thứ hai, được chưa? Tiếp theo, cái bảng dò tìm của chúng ta ở đây là cái bảng thứ hai, chúng ta sẽ quét. Rồi chúng ta nhấn F4 và dòng lấy kết quả. Đối với hàm VLOOKUP thì chúng ta sẽ là cột lấy kết quả, còn đối với hàm HLOOKUP thì ở đây sẽ là dòng lấy kết quả. Thì ở đây dòng 1 là mã dò tìm rồi, dòng 2 trở đi sẽ là kết quả lấy về. Vậy thì ở đây của chúng ta sẽ là giá bìa ở dòng thứ hai và ở đây dò tìm chính xác. Rồi, Enter. Ở đây là khi nãy cô thiếu một cái dấu đóng ngoặc nên nó báo thôi. Dấu đóng ngoặc thứ nhất là của hàm h, dấu đóng ngoặc thứ hai là của hàm if. Tuy nhiên nó trả về thăng na. Tại sao? Thì ở với cái mã mà ký tự thứ hai là k thì đã trả về kết quả là 0. Như vậy cái sai ở đây chúng ta thấy là không phải sai ở ở cái vế đầu tiên của hàm if nữa, mà nó sai ở kết quả sai của hàm if, đó là hàm hlookup. Thì ở đây chúng ta quay lại cái phần, cô sẽ bóc tách cái hàm này ra, tại vì trong hàm này chúng ta có sử dụng hàm mid để lấy cái giá trị dò tìm đúng không? Vậy thì ở đây cô sẽ bóc tách hàm mid ra, cô phân tích cho các em. Thì ở đây các em thấy là sau khi cô enter xong thì cái hàm mid của chúng ta là lấy ký tự thứ hai của cái mã hàng, thì các em thấy là kết quả của chúng ta nằm về bên trái hay bên phải? Bên trái, vậy nó là tách. Cô quay rồi, tí nữa cô đưa lên trên nhóm chứ không phải quay nữa nha. Ừ, cô quay rồi, tí cô đưa lên e-learning cho. Thì ở đây các em thấy là cái số 2 này nó nằm về bên trái, vậy nó là tách hay là giá trị hả các em? Tách. Tách. Vậy thì chúng ta quay xuống cái bảng phụ chúng ta phân tích. Thì trong cái bảng phụ chúng ta thấy là 2 3 2 1 2 3 của chúng ta nó nằm về bên trái hay bên phải các em? Bên phải, vậy nó là tách hay là giá trị? Giá trị. Vậy thì chúng ta thấy là cái hàm mid mà chúng ta vừa lấy á, cô trò chúng ta lấy nó là dạng tách. Tuy nhiên nó đem xuống dưới này cho nó so sánh thì hai cái nó hoàn toàn khác nhau, một cái là tách, một cái là giá trị, thì chắc chắn là nó không giống nhau được đúng không? Nên nó trả về thăng NA. Vậy thì chúng ta giải quyết như sau. Chúng ta sẽ dùng thêm cái hàm value. Chúng ta bao bọc lấy cái hàm mid đó, thì khi này chúng ta thử xem kết quả của chúng ta nằm về bên trái hay bên phải đó. Vậy thì khi này cái kết quả của chúng ta nó nằm về bên phải đúng không? Vậy thì chắc chắn cái giá trị chúng ta so sánh, đem đi so sánh nó sẽ giống nhau. Vậy thì ở đây trong cái hàm hlookup này chúng ta phải dùng hàm value
chúng ta bọc cái hàm mít lại để cho nó chuyển cái dạng số ở dạng text về dạng giá trị. Đó, các em thấy kết quả trả về đúng chưa? Đó, như vậy trong cái bài số, quay lại cái bài số 6 của buổi trước, chúng ta có mấy cái hàm. Trong các cái hàm đó có hàm về chuỗi, sau đó lại có hàm value để chuyển giá trị số ở dạng text về dạng giá trị nha. Đó, vậy thì khi này kết quả của chúng ta đã trả về đúng. Vậy thì khi làm chúng ta thấy lỗi thì các em cần phải gì? Bắt chước cô, chúng ta xem là bóc tách từng cái hàm ra. Đó, chúng ta thấy là ở trong cái lần đầu tiên chúng ta thấy là ký tự thứ hai là K thì đúng rồi. Vậy thì có hàm hlookup thì các em tách cái hàm hlookup ra, chúng ta test xem là nó sai ở chỗ nào để các em xử lý nha. Chứ các em vội vàng các em đi tìm không biết được đâu. Làm quen rồi thì các em nhìn thấy được vấn đề. Còn khi chưa làm quen thì chúng ta tách riêng các cái hàm ra, chúng ta test riêng. Tiếp theo, câu tiếp theo đó là câu số 5. Các em chịu khó theo dõi xong rồi cô up video lên rồi các em nhìn. Câu số 5, cột thành tiền. Cái cột thành tiền này thì dễ quá đúng không? Đơn giá cộng giá bìa nhân số lượng. Cái câu này ví dụ đi thi câu này là câu cho điểm. Chú ý nhá, đi thi mà kết quả những bài trước sai á thì các em biết sai rồi, chúng ta có thể điền giá trị bằng tay để chúng ta làm cho câu tiếp theo. Cái số điện thoại gì 188 gì đó. Rồi, thành tiền bằng đơn giá. Cái đơn giá cô che đi rồi, cô phải hiển thị nó lại. Được chưa? Đơn giá bằng đơn giá cộng giá bìa nhân với gì? Thành tiền bằng đơn giá cộng giá bìa nhân với số lượng, đúng không? Bằng đơn giá này cộng với giá bìa nhân với lại số lượng. Cái này thì quá dễ rồi, nhắm mắt cũng làm được. Số lượng nằm ở cột gì đây? Cột B. Đó, được chưa? Các em chú ý nhé, khi mà chúng ta đi thi á, lỡ may cái giá bìa mà chúng ta làm không được á, thì các em nhìn bằng mắt, các em điền tay vào nha, để chúng ta tiếp tục làm câu tiếp theo. Vì câu giá bìa chúng ta mất, nhưng câu phía sau chúng ta không thể để mất điểm được nha. Nhớ cái cách chúng ta làm. Lỡ may mà chúng ta sai, chúng ta làm thấy sai rồi, chúng ta không biết cách á, thì tốt nhất bỏ đi, chúng ta điền dữ liệu bằng tay, chúng ta làm các câu tiếp theo, chúng ta vẫn có điểm. Như vậy chúng ta chỉ mất điểm câu phía trước thôi nha. Đôi khi rõ ràng là cái giá bìa nó chỉ mất có 0,5 điểm mà các em thấy sai, các em không làm tiếp nữa thì có phải là chúng ta mất hết đúng không? Chúng ta điền bằng tay, sau đó chúng ta tiếp tục làm câu tiếp theo. Tiếp theo đến cột thực thu. Thì ở đây cột thực thu người ta nói là nếu số lượng lớn hơn 100 hay ngày bán sau ngày 20 tháng 7. Tức là cái ngày bán sau ngày 20 tháng 7 thì vậy thì ngày bán của chúng ta nó là 20 tháng 7. Được chưa? Đó. Rồi ở đây các em chú ý. Vậy thì ở đây hay ở đây chính là hoặc các em nha. Hoặc thỏa mãn điều kiện thứ nhất là số lượng lớn hơn bằng 100 hoặc là mua sau ngày 20 tháng 7 thì sẽ được giảm 10% thành tiền. Thì chú ý ở đây giảm 10% thành tiền nghĩa là chúng ta phải trả tiền thực trả là 90%. Còn lại những cái trường hợp mua còn lại thì vẫn thanh toán 100% thành tiền. Vậy thì ở đây chúng ta phải sử dụng hàm if để chúng ta làm. Đó, tuy nhiên chúng ta kết hợp với hàm or bằng if. Đó, if này or điều kiện thứ nhất hoặc là chúng ta mua số lượng mua của chúng ta là lớn hơn 100 hoặc là cái ngày mua của chúng ta. Thì ở đây các em thấy là ngày mua sau ngày ngày bao nhiêu nhỉ? 20 tháng 7 à các em? Sau ngày 20 tháng 7. Thì ở đây chúng ta thấy là ở đối với cái bài này á, tháng bán của chúng ta luôn luôn là tháng 7 đúng không? Và gì? Và cái năm cũng là năm 2020. Đó, tuy nhiên nếu thực ra tổng quát lên thì chúng ta cần phải lấy month và lấy tháng để chúng ta so sánh. Còn tuy nhiên ở bài này rất đơn giản thôi, vì ở đây nó cùng tháng rồi, cùng năm rồi, nên chúng ta chỉ cần lấy ngày thôi. Đây, để lấy ngày chúng ta sẽ lấy hàm đây này. Dùng hàm đây để lấy ngày nha. Đó, dùng hàm đây để lấy ngày. Nếu như cái ngày mua của chúng ta ấy, mà lớn hơn 20 à? Ở đây là ngày thôi nha, tại vì tháng với năm nó cùng rồi.
nên là chúng ta khỏi cần nha. Tháng với năm là cùng tháng năm rồi nên chúng ta chỉ so sánh ngày thôi. Sau ngày 20, tức là lớn hơn 20, thì nếu hoặc người mua mua một trong hai, xảy ra một trong hai trường hợp, hoặc số lượng mua lớn hơn 100, hoặc cái ngày mua sau ngày 20, thì họ sẽ được giảm thành tiền là còn 90%. Còn ngược lại thì vẫn phải thanh toán 100%. Ở đây chúng ta thấy là cả hai cái này đều nhân với gì? Với thành tiền. Đó. Tuy nhiên trong toán học chúng ta thấy là nếu như nó là sự thừa số chung thì chúng ta hoàn toàn có thể gom nó ra bên ngoài nha. Chúng ta sẽ nhân với lại thành tiền. Đó, thay vì nhân ở 90% nhân với. À, các em thấy 100% ở đây chính là 1 nha. Cô ghi vậy để các em hiểu là không được giảm giá, nghĩa là chúng ta phải thanh toán 100%. 100% thì chính là 1 rồi, đúng không? Rồi, tiếp theo quà khuyến mãi. Thì theo các em ở đây quà khuyến mãi người ta yêu cầu là nếu như chúng ta sẽ đánh cột dấu tích cho mã hàng, cho mã hàng có thực thu lớn nhất, có thực thu lớn nhất. Ngược lại thì để trống rỗng. Vậy thì làm sao chúng ta biết được cái hàng hóa nào có cái thực thu lớn nhất hả các em? Chúng ta dùng thắc mắc đúng không? Rồi ok. Vậy thì ở đây rất đơn giản, chúng ta sẽ dùng hàm mắc được. Thì lớn nhất là mắc còn gì nữa. Ai biết đâu. Cô không phải dân công nghệ, không phải dân ngôn ngữ Anh nên là cô nghe cô vẫn hiểu. Cô hiểu đơn giản. Rồi ở đây nếu thực thu của chúng ta mà bằng này, chúng ta sẽ sử dụng hàm mắc để chúng ta lấy cái giá trị lớn nhất của thực thu nha. Cái hàm mắc này chúng ta phải so sánh với cả cột thực thu để chúng ta lấy. Đó, và ở đây cái vùng này chúng ta phải cố định để cái ô nào chúng ta cũng so sánh với cái giá trị lớn nhất. Nếu nó bằng giá trị lớn nhất thì chúng ta gán cho nó giá trị x. Ngược lại chúng ta để nó là rỗng. Chúng ta quét nha. Đó, như vậy ở đây chỉ có cái thằng cha thứ hai là có giá trị lớn nhất. Thì nó sẽ là dấu gì? Dấu x, được khuyến mãi, được quà khuyến mãi, được chưa? Rồi, dễ đúng không? Rất là dễ. Câu tiếp theo. Câu số 8 là chúng ta sẽ hoàn thành cái bảng thống kê theo loại sổ tay. Thì ở đây cái bảng số 3 là cái bảng thống kê ấy các em nha. Ở đây chúng ta sẽ thống kê theo loại sổ tay nhỏ, trung bình, lớn, tức là chúng ta thống kê tổng thu của chúng ta, tổng doanh thu theo size lớn, size trung bình, size nhỏ là bao nhiêu. Vậy thì để tính tổng có điều kiện chúng ta dùng cái gì hả các em? Hàm gì? Tổng thì dùng hàm gì? Hàm sum. Tổng có điều kiện thì sum if. Trời ơi, mấy cái này làm trong bài 6, bài 7, bài 5, bài 6, bài 7 từ bài số 1 đã có rồi. Bài 1 của hướng dẫn kỹ đã có rồi mà, đúng không? Vậy thì ở đây cái hàm sum này của sum if này của chúng ta gồm có 3 vùng: vùng điều kiện và điều kiện. Thì cái vùng điều kiện chính là cái vùng mà có chữ nhỏ, trung và lớn. Vậy chúng ta lên nhỏ, trung và lớn chính là cột gì hả các em? Cột gì đây? Cột loại. Đó, chúng ta kéo. Ở đây chúng ta sẽ để các cái cột này là địa chỉ tuyệt đối để tí nữa chúng ta copy nha. Size của chúng ta nó nằm ở cái chỗ này. Cái size của chúng ta nó nằm ở cái cột trên, ô trên, ở ô gì đây, nó bị che mất nên cô không lấy ra được. Đợi cô chút để xử lý cái thằng cha này. Đây. Ở đây nhỏ của chúng ta nằm ở cột F, size nhỏ của chúng ta sẽ nằm ở cột F17. Đây, F17, được chưa? Tiếp. Tham số tiếp theo của hàm sum if. Tham số tiếp theo chính là vùng tính tổng. Vùng tính tổng của mình chính là cột thực thu. Rồi. Đây, cái này xóa đi. Được chưa? Sau khi xong cô chỉ cần copy công thức này, kéo sang ngang. Ở đây để copy công thức được thì chú ý chúng ta phải để vùng điều kiện và vùng tính tổng của chúng ta nó là địa chỉ tuyệt đối nha. Mấy cái này chúng ta nhớ định dạng cho nó có cái phần
phân tách số hàng lẻ ra cho cơ. Khi mà nhận được một loạt các dấu thăng này thì chú ý cho cô, ở đây nó là không đủ độ rộng thôi nha, đừng có hoang mang nha. Không đủ độ rộng thôi, cho nó to ra thì nó sẽ đủ. Như vậy là cái phần này xong. Còn một cái công cụ nữa là chúng ta sẽ sử dụng tính năng Quick Analytics để Analytics để phân tích dữ liệu, được chưa? Cười cái gì? Người ta không phải dân tiếng Anh, người ta đọc sai là bắt đầu cười. Analytics, được chưa? Khổ quá, chưa kịp nhìn chữ. Đọc cho cô đi. Nối, nối hả? Có nối hả? Âm ca cũng nối luôn hả? Vậy hả? Ê, hôm sau kết nối Zalo để tao đi thi tiếng Anh tao còn nhớ. Quick analytics đúng chưa? Gần đúng chưa? Rồi, ở đây các em chú ý này. Bình thường á, cô đã hướng dẫn chúng ta là để thiết lập điều kiện đúng không? Fill màu dữ liệu. Chúng ta theo điều kiện thì chúng ta sẽ vào gì? Condition formatting này, rồi để vẽ biểu đồ các thứ thì chúng ta phải vào bôi đen dữ liệu, rồi vào insert chart đúng không? Chart để chúng ta chọn các loại biểu đồ. Đó, thì ở đây chúng ta còn một cái công cụ nữa các em nha. Ở đây ví dụ chúng ta sẽ bôi đen, cô lấy ví dụ cô muốn thiết lập màu cho cái ô thực thu đúng không? Vậy thì cô sẽ bôi đen cái cột thực thu. Và ở phía dưới này, phía dưới bên tay phải á các em, chúng ta sẽ nhìn thấy một cái thanh công cụ Quick Color Analytics. Chúng ta hoặc là chúng ta có thể nhấn cái phím tắt Ctrl Q để chúng ta mở cái thanh công cụ này ra. Thì khi các em mở thanh công cụ này ra, chúng ta sẽ thấy thứ nhất là cái formatting, cái định dạng dữ liệu theo yêu cầu. Ngoài ra chúng ta ở trong này chúng ta sẽ thấy các cái định dạng tương tự như các em sẽ vào tab home rồi chúng ta chọn format data format conditional ạ, được chưa? Thì thay vì thế chúng ta sẽ sử dụng cái thanh công cụ này thì nó rất là nhanh. Ngoài ra các em sẽ sang cái tab chart thì chúng ta sẽ có thể vẽ biểu đồ một cách nhanh chóng, hay là tính tổng total chúng ta sẽ tính tổng. Ví dụ tính tổng thì nó sẽ thêm cho chúng ta một cái ô tính tổng ở phía dưới, hay là giá trị trung bình, số lượng tổng theo phần trăm. Đó, rất là nhiều thứ ở trong này, các em có thể click vào thêm để chúng ta xem. Đó, table. Đó, để chúng ta tạo ra một cái gọi là pivot table để tổng hợp hóa dữ liệu, trực quan hóa dữ liệu, hay là sparkline để vẽ một số biểu đồ đường. Thì ở đây cô làm ví dụ cái formatting á, chúng ta muốn formatting thiết lập màu theo điều kiện đúng không? Ở đây chúng ta sẽ thiết màu màu lớn nhất hay là như thế nào đó thì nó cũng giống hệt như trong cái phần chúng ta làm thôi. Ví dụ vẽ biểu đồ ở vẽ thanh ba đi. Đó. Thì thay vì cái này là làm nhanh thôi không có vấn đề gì, thay vì để thiết lập dữ liệu theo màu đúng không, thì chúng ta phải vào tab home này, conditional formatting này. Vậy thì lúc này chúng ta chỉ bôi đen dữ liệu rồi chúng ta vào cái quick analytics, được chưa? Analytics. Đó. Đó là cái câu đó vào trong đây rồi thì các em hoàn toàn có thể thêm một số các cái công cụ khác mà các em mong muốn nha. Các em cứ mở ra thì chúng ta sẽ thấy thôi. Đó, các em sẽ vào tài liệu cái bài giảng của cô á nha, chúng ta cũng có ấy. Cái bài giảng mà cô đẩy lên trên e-learning, cái bài giảng mà không phải là bài giảng bằng bằng PowerPoint đâu, mà cái bài giảng mà bằng file trực tiếp á, chúng ta đọc trên e-learning á, thì nó có cái phần trực quan hóa dữ liệu, thì có nói đến cái phần phân tích dữ liệu bằng cái công cụ nhanh Quick Analytics nha. Tiếp theo đó là pivot table. Cái pivot table này dùng để làm gì? Đối với cái pivot table này chúng ta sẽ tổng hợp dữ liệu hay là trực quan hóa dữ liệu, trên này chúng ta sẽ thống kê dữ liệu nhanh chóng. Vậy để thực hiện thì rất đơn giản. Chúng ta sẽ bôi đen toàn bộ dữ liệu của mình. Bôi đen cái hay là chúng ta chỉ cần đặt chuột vào cái bảng dữ liệu mà chúng ta muốn thống kê thôi. Ở đây cô sẽ đặt chuột tại cái mã hàng, sau đó chúng ta sẽ vào insert tại cái nhóm table, chúng ta sẽ chọn pivot table này. Thì khi chúng ta click vào đây thì chúng ta thấy là cái vùng dữ liệu đã được chọn. Nếu như cái vùng dữ liệu quét này nó bị lỗi thì các em có thể quét lại. Tiếp theo
mặc định chúng ta sẽ tiến hành thống kê dữ liệu bằng cái công cụ Pivot Table trên một cái vùng mới. Nhớ nha, New Worksheet, tức là nó sẽ sang một cái sheet mới để nó làm việc. Còn nếu như các em muốn thực hiện ngay trên cái sheet này thì chúng ta sẽ chọn vào Existing, rồi chọn đến cái vùng dữ liệu, vùng ô địa chỉ mà chúng ta muốn thiết lập. Nhưng mà thường cái này chúng ta sẽ làm trên một cái vùng khác. Chú ý nha, các em sẽ vào đọc thêm. Bây giờ chúng ta sẽ đọc sau khi làm xong bài này thì các em sẽ vào bài giảng của cô. Trong cái chương 4 á, chúng ta có hai phần, một phần là các cái hàm cơ bản, một phần là thống kê dữ liệu. Thì bắt đầu vào đọc cái phần thống kê dữ liệu nha, trong cái slide của cô á, trên bài giảng á, đọc đi thì các em mới hiểu được, chứ chúng ta bắt tay vào làm cái tiếp cận dần dần đến cái phần trực quan hóa dữ liệu rồi mà chúng ta không đọc là chúng ta sẽ đơ toàn tập ấy nha. Sau khi chúng ta nhấn vào đây rồi, chúng ta nhấn OK thì chúng ta sẽ nhận thấy, chúng ta sẽ được kết quả là một cái vùng để chứa dữ liệu mà chúng ta thực hiện xong, và một cái vùng Pivot Table Fill để chúng ta tiến hành kéo thả một số các cái vùng dữ liệu mà chúng ta muốn thống kê. Thì ở trong bài người ta yêu cầu chúng ta lập bảng thống kê tổng hợp số lượng hàng bán theo ngày. Như vậy ở đây chúng ta có hai cái cần quan tâm, đó là cột số lượng và cột ngày, được chưa? Vậy thì ở đây cái thống kê của chúng ta là thống kê theo số lượng, đếm số lượng, tổng số lượng chúng ta bán theo ngày là bao nhiêu. Vậy thì chúng ta quay lại cái bảng Pivot Table chúng ta mới tạo ra ấy. Thì ở bên phía Pivot Table Fill chúng ta sẽ kéo cái value á, là cái chúng ta cần thống kê, còn cái phần round là các cái hàng chúng ta cần thực hiện. Thì ở trong bài của chúng ta là thống kê số lượng, tổng số lượng bán theo ngày. Vậy thì cái round của chúng ta là theo hàng ngày, thì chúng ta sẽ kéo cái cột, kéo cái ô ngày xuống cái trường round, được chưa? Tí nữa các em xem video của cô thì sẽ thấy rõ hơn. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ được cái danh sách ngày tương ứng, được chưa? Tiếp, đợi chút để kéo cái này cao lên. Đó. Tiếp theo cái value thì ở đây chúng ta sẽ thống kê theo số lượng, thì chúng ta sẽ kéo cái cột số lượng, cái ô số lượng xuống, chúng ta thả vào cái value. Chúng ta hoàn toàn có thể thay cái hàm sum bằng các cái hàm khác bằng cách là chúng ta sẽ phải chuột lên vào value field setting. Chúng ta sẽ tiếp cận từ từ nha. Đọc thêm bài giảng giúp cô. Ở trong này ngoài sum chúng ta còn tính cao số lượng, array trung bình, max min nha. Đó. Tạm thời ở đây chúng ta đang tính sum, chúng ta để nguyên. Vậy là thay vì chúng ta phải sử dụng các cái hàm để chúng ta tính toán thống kê thì ở đây chúng ta có thể sử dụng cái hàm sử dụng cái Pivot Table để chúng ta thực hiện. Ví dụ ở đây lúc nãy chúng ta có hàm làm cái loại, đúng không? Cô hất cái ngày bán đi. Chúng ta muốn đếm, lúc nãy chúng ta tính ở cái bài vừa rồi chúng ta làm, đúng không? Chúng ta có thống kê, cái thống kê theo loại sổ tay, đúng không? Loại nhỏ, trung, lớn và tổng thu. Thì thay vì chúng ta thực hiện bằng cái hàm thì ở đây cô sẽ kéo thả bằng cái Pivot Table. Thì cái row chúng ta muốn thống kê đó chính là cái loại lớn, nhỏ, trung bình, và chúng ta sẽ làm tổng thực thu. Vậy thì cô sẽ kéo ô thực thu xuống cái giá trị. Như vậy thay vì chúng ta phải thực hiện bằng hàm thì ở đây chúng ta hoàn toàn có thể kéo bằng cái công cụ Pivot Table nha. Cô sẽ trả lại cái yêu cầu của bài mình, đó là theo ngày, số lượng theo ngày bán. Rồi bây giờ cô sẽ đưa cái này, cô sẽ up cái file này lên trên e-learning cho các em xem cái video. Lưu lại bài luôn ha, cái bài mẫu. Cái gì vậy trời? Thank you.